ngắm đối thủ của Hyundai Creta, công suất 203 mã lực, giá hơn 730 triệu đồng. Chery Omoda E5 EV 2024 có giá niêm yết 146.800 ringgit, tương đương 731,06 triệu đồng. SUV chạy điện này có 4 tùy chọn màu sắc ngoại thất gồm xanh nước biển, trắng kaki, xám phantom và đen đậm. Nội thất có màu xanh xám hoặc đen. Omoda E5 EV 2024 cạnh tranh với Toyota Corolla Cross, Kia Seltos, Honda HR-V, Hyundai Creta. Quý 2 tới, Chery Omoda E5 EV 2024 chính thức được bán ra ở Malaysia. Xe có chế độ bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Trong khi đó, pin nhận được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km. Nếu tình trạng hoạt động của pin giảm xuống dưới 70% trong khi xe đang được bảo hành, Chery sẽ cung cấp dịch vụ thay thế một đổi một. Sức mạnh của Chery Omoda E5 EV 2024 đến từ động cơ điện gắn phía trước, với công suất tối đa 203 mã lực và mô men xoắn cực đại 340 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 7,6 giây, tốc độ tối đa là 172 km/h. Pin lithium iron phosphate LFP 61 kWh do BYD sản xuất cho phạm vi hoạt động 430 km trên lần sạc theo chu trình WLTP. Omoda E5 EV 2024 hỗn trợ sạc eFuture Ranger, gồm sạc AC 3 pha với công suất tối đa 9,9 kW, cũng như sạc nhanh DC lên đến 80 kW, sạc từ 30% lên 80% trong 28 phút. Đồng thời, xe cũng có thể phát điện cho các thiết bị gia dụng. Thiết kế tổng thể của Chery Omoda E5 EV tương tự như Omoda 5 sử dụng động cơ đốt trong. Khác biệt duy nhất là phần đầu xe với lưới tản nhiệt chủ động đóng mở tùy thuộc vào nhiệt độ động cơ và yêu cầu khí động học. Là SUV hạng B, Chery Omoda E5 EV sở hữu chiều dài 4.420mm, rộng 1.830mm, chiều dài cơ sở 2.630mm, khoảng sáng gầm xe 145mm và thể tích cốp 483 lít. Bộ la răng hợp kim đường kính 18 inch. Về trang bị, Chery Omoda E5 EV đi kèm với đèn pha LED, cửa sổ trời chỉnh điện, cốp sau chỉnh điện, đèn dạng vũng nước, ghế bọc da, ghế trước thông gió, điều hòa tự động hai vùng với bộ lọc PM 2.5 và lỗ thông hơi cho hàng ghế phía sau, hệ thống chiếu sáng nội thất, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng 12,3 inch, dàn âm thanh Sony 8 loa, màn hình kép 2K HD cong 24,6 inch, tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 8155, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây. Ngoài ra, Chery Omoda E5 EV còn có bộ sạc không dây 50W cho smartphone, với chức năng làm mát. Đối với hệ thống hỗ trợ người lái, Chery Omoda E5 EV có camera 360 độ, đèn pha tự động, cảnh báo khởi hành, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo và ngăn chặn khởi hành khỏi làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống giám sát áp suất lốp.